Đối với nhiều quốc gia khác, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là một đất nước vô cùng bí ẩn. Do vậy, lực lượng vũ trang của nước này cũng là một dấu hỏi lớn không kém. Quân đội Triều Tiên được xem là một trong những lực lượng quân sự bí ẩn nhất thế giới, với nhiều điểm đặc biệt và độc đáo. Một trong những khía cạnh bí ẩn nhất là quy mô lực lượng và cách tổ chức của nó. Với hơn 1,2 triệu binh sĩ thường trực, Triều Tiên duy trì một lực lượng nhân sự khổng lồ, chiếm một phần lớn dân số trong độ tuổi nhập ngũ. Lực lượng quân đội này có 3 nhánh chính: lục quân, hải quân và không quân, cùng với các đơn vị tên lửa và đặc công. Chương trình phát triển tên lửa đạn đạo của Triều Tiên bắt đầu từ thập niên 60 đã ngày càng phát triển, cho thấy quyết tâm của quốc gia này trong việc nâng cao khả năng tấn công của mình. Bên cạnh đó, Triều Tiên thường tổ chức các cuộc diễu binh hoành tráng, thể hiện sức mạnh quân sự và quyết tâm chiến đấu. Điều này càng làm tăng thêm sự bí ẩn về mức độ thực sự của lực lượng quân sự. Một khía cạnh khác cũng thú vị là quân đội Triều Tiên đối mặt với nhiều thách thức, như tình trạng thiếu hụt lương thực. Điều này có thể ảnh hưởng đến tinh thần và khả năng chiến đấu. Khả năng quân sự của Triều Tiên, đặc biệt trong lĩnh vực hạt nhân và tên lửa, tạo nên một mối đe dọa đáng kể đối với bất kể quân đội hùng mạnh nào trên hành tinh này. Rạng sáng 19 tháng 6 năm 2024, chuyên cơ chở Tổng thống Nga Vladimir Putin hạ cánh xuống sân bay Bình Nhưỡng. Đích thân nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra sân bay đón. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết cả hai đã ngồi chung xe để đi từ sân bay về nhà khách quốc gia. Trên chuyến xe này, hai nhà lãnh đạo đã chia sẻ những suy nghĩ thầm kín từ lâu. Ông Putin và ông Kim sau đó dự lễ đón cấp nhà nước do chính phủ Triều Tiên tổ chức. Hình ảnh được TASS ghi nhận cho thấy đường phố Bình Nhưỡng được trang trí bởi hình ảnh ông Putin và các banner màu cờ Nga. Hàng trăm người dân Triều Tiên cũng đã xuống đường để chào đón nguyên thủ Nga. Tại buổi hội đàm, ông Kim Jong-un khẳng định quan hệ Nga-Triều Tiên hiện tại rực rỡ hơn cả thời Liên Xô, còn Tổng thống Putin bày tỏ mong muốn gặp ông Kim tại Moscow. Theo hãng thông tấn Nga RIA Novosti, sáng 19 tháng 6, cách đây 4 tháng, Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bắt đầu cuộc hội đàm song phương tại cung điện mặt trời Kumsusan. Mở đầu cuộc họp, nhà lãnh đạo Triều Tiên không tiếc lời ca ngợi quan hệ Nga-Triều Tiên hiện tại. Ông Kim tuyên bố, quan hệ giữa hai nước chúng ta đang bước vào thời điểm phát triển mạnh mẽ mới. Ngay cả quan hệ Triều Tiên-Liên Xô của thế kỷ trước cũng không thể so sánh với hiện tại. Tình hữu nghị rực rỡ giữa hai quốc gia sẽ được củng cố vững chắc hơn nữa. Theo nhà lãnh đạo Triều Tiên, tình hình thế giới đang ngày càng phức tạp và thay đổi liên tục. Trước bối cảnh đó, Triều Tiên mong muốn củng cố việc liên lạc chiến lược với Nga, với lãnh đạo Nga. Bên cạnh đó, ông Kim Jong-un còn ghi nhận vai trò quan trọng của Nga trên trường quốc tế. Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên công nhận sứ mệnh quan trọng và vai trò của Liên bang Nga vững mạnh trong việc duy trì sự cân bằng và ổn định chiến lược trên thế giới. Triều Tiên hoàn toàn ủng hộ và sát cánh với chính phủ, quân đội và nhân dân Nga trong việc triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine nhằm bảo vệ chủ quyền về an ninh và toàn vẹn lãnh thổ. Về phần mình, Tổng thống Putin gửi lời cảm ơn đến những nỗ lực hỗ trợ của Bình Nhưỡng với Moscow. Chúng tôi đánh giá cao sự ủng hộ liên tục, không ngơi nghỉ của các bạn đối với chính sách Nga, bao gồm định hướng cho vấn đề Ukraine. Năm ngoái, nhờ chuyến công tác của ông Kim Jong-un tại Nga, chúng ta đã có những bước phát triển đáng kể trong việc xây dựng quan hệ song phương. Hôm nay, một văn bản nền tảng mới cho quan hệ hai nước trong dài hạn đã được chuẩn bị. Hãng tin Arirang cho rằng khả năng cao kết quả chuyến công du Triều Tiên của ông Putin sẽ là việc ký kết hiệp ước mới về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Ông Yuri Ushakov, cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Putin, cho biết nếu được ký kết, văn bản trên sẽ thay thế các tài liệu quy định nền móng của quan hệ Nga-Triều Tiên hiện tại, Nga vốn đã có hiệu lực hàng thập kỷ. Ông Ushakov khẳng định thay đổi trên nhằm phản ánh tình hình địa chính trị thế giới và khu vực đã thay đổi đáng kể và sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước thời gian gần đây. Bên cạnh việc ký kết văn bản, ông Putin cũng bày tỏ mong muốn sẽ có thể tiếp đón ông Kim tại Moscow. Tôi rất vui mừng vì cuộc gặp mới này. Tôi hy vọng cuộc gặp tiếp theo sẽ diễn ra ở Nga, ở Moscow. Ngoài ra, Tổng thống Nga cũng không tiếc lời ca ngợi sự phát triển của Bình Nhưỡng. Ông khẳng định, sự phát triển của thủ đô Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong những năm gần đây thật đáng kinh ngạc. Diện mạo của Bình Nhưỡng đã thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối tôi đến đây hồi năm 2000. Mới đây nhất, Hàn Quốc đã công bố có ít nhất 1.500 đặc nhiệm Triều Tiên đang huấn luyện ở Nga theo tình báo Hàn Quốc. Liệu điều này có là sự thật? Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc NIS thông tin ngày 18 tháng 10, ít nhất 1.500 đặc nhiệm Triều Tiên đang huấn luyện ở vùng Viễn Đông của Nga. Cơ quan Tình báo Hàn Quốc cũng đã công bố ảnh vệ tinh theo dõi hoạt động của lực lượng Triều Tiên. Tình báo Hàn Quốc từng công bố theo dõi một quan chức tên lửa hàng đầu của Bình Nhưỡng cùng hàng chục sĩ quan Triều Tiên khác đến thăm tiền tuyến của Nga vào tháng 8 năm nay. Nhóm Triều Tiên đã cung cấp hướng dẫn tại chỗ cho các lực lượng Nga sử dụng vũ khí của Triều Tiên. Sau đó, từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 10, NIS theo dõi khoảng 1.500 đặc nhiệm Triều Tiên di chuyển đến miền đông nước Nga. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát 2 lần trước khi cho quân đội triển khai tới Nga. Seoul cho biết các binh sĩ Triều Tiên được cấp quân phục, vũ khí và thẻ căn cước Nga, cũng như được phân công vào các đơn vị có binh sĩ người Siberia để ngụy trang thành người Nga. Seoul cũng thông tin Bình Nhưỡng đã cung cấp khoảng 13.000 container vũ khí cho Nga trong 70 chuyến hàng kể từ tháng 8 năm 2023, bao gồm tới 8 triệu viên đạn pháo 122mm và 152mm. Cơ quan Tình báo Hàn Quốc thông tin thêm những chuyến vũ khí từ Triều Tiên gửi đến Nga từ tháng 8 năm ngoái, bao gồm đạn pháo, rocket và tên lửa chống tăng. Hợp tác quân sự trực tiếp giữa Nga và Triều Tiên mà truyền thông nước ngoài đưa tin đã chính thức được xác nhận. NIS nhấn mạnh trong thông cáo, Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ký một thỏa thuận phòng thủ chung vào mùa hè năm nay, cam kết mở rộng hợp tác quân sự giữa hai nước. Washington Post lưu ý, sự can thiệp của Triều Tiên vào các cuộc chiến tranh nước ngoài là rất hiếm. Nếu thông tin quân đội Triều Tiên tham gia cùng với Nga được xác nhận, đây sẽ là nỗ lực tham chiến lớn đầu tiên của Triều Tiên bên ngoài đất nước. Theo các quan chức Mỹ, Ukraine và Hàn Quốc có thông tin Triều Tiên gửi cho Nga những loại đạn dược cũ từ thời Liên Xô mà Nga rất cần. Đổi lại, Triều Tiên có thể nhận được sự giúp đỡ của Nga để thúc đẩy chương trình vũ khí của nước này. Triều Tiên có một kho vũ khí thời Liên Xô được duy trì kể từ lệnh ngừng bắn chấm dứt chiến tranh Triều Tiên 1950 và 1953. Triều Tiên cũng huấn luyện quân đội để ứng phó với xung đột tiềm tàng. Trong khi đó, các quan chức Ukraine cáo buộc Triều Tiên chuẩn bị gửi tới 10.000 quân để cùng Nga chống lại Ukraine. Tuần trước, Ukraine đánh giá có vài nghìn lính bộ binh Triều Tiên đang được huấn luyện tại Nga và có thể được triển khai đến tiền tuyến Ukraine vào cuối năm nay. Ngày 17 tháng 10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến thăm Brussels, Bỉ và tiết lộ với báo giới rằng tình báo Ukraine xác định binh sĩ Triều Tiên đã có mặt ở Ukraine và khoảng 10.000 quân nữa đang chuẩn bị để tham chiến. Lãnh đạo tình báo Ukraine Kyrylo Budanov chia sẻ với trang web tin tức quân sự Warzone rằng có 2.600 binh sĩ trong tổng số binh sĩ Triều Tiên được triển khai ở Nga sẽ tham gia chiến đấu ở tỉnh Kursk của Nga, nơi Ukraine đã phát động một cuộc phản công bất ngờ vào tháng 8 và đang kiểm soát một phần lãnh thổ. Còn Giám đốc Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov cho biết khoảng 11.000 binh sĩ Triều Tiên đang huấn luyện tại Nga và tham chiến tại Ukraine từ tháng 11 tới. Theo hãng thông tấn Ukraine, Ukrinform, Giám đốc Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov cho biết khoảng 11.000 binh sĩ Triều Tiên đang huấn luyện tại miền đông nước Nga và sẽ bắt đầu tham chiến tại Ukraine sớm nhất là vào tháng 11 tới. Họ sẽ sẵn sàng chiến đấu ở Ukraine từ ngày 1 tháng 11, ông Budanov nói trong một đoạn video hôm 18 tháng 10. Đồng thời, Ông Budanov cũng dự đoán 2.600 binh sĩ đầu tiên sẽ được điều đến chiến trường vùng Kursk, trong khi vẫn chưa rõ số binh sĩ Triều Tiên còn lại sẽ được điều đến vùng nào. Vị quan chức này cũng cho biết các binh sĩ Triều Tiên sẽ sử dụng thiết bị và đạn dược của Nga. Cũng trong ngày 18 tháng 10, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc NIS cho biết Bình Nhưỡng quyết định cử 12.000 binh sĩ từ 4 lữ đoàn, trong đó có lực lượng đặc biệt đến Ukraine, theo hãng thông tấn Yonhap, Hàn Quốc. Đây là đợt triển khai lực lượng mặt đất lớn nhất của Triều Tiên, NIS viết trong thông báo được công bố hôm 18 tháng 10. Ukraine vừa tung video dường như cho thấy vài chục binh lính Triều Tiên đang xếp hàng để nhận quân phục Nga, nhằm khẳng định Bình Nhưỡng đã gửi lực lượng sang Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết ông không thể xác nhận thông tin trên. Video do Trung tâm An ninh Thông tin và Truyền thông Chiến lược thuộc Bộ Thông tin và Văn hóa Ukraine đưa ra dường như cho thấy các binh lính Triều Tiên xếp hàng nhận ba lô, quần áo và những đồ dùng khác từ quân nhân Nga. Chúng tôi nhận được video này từ nhiều nguồn. Chúng tôi không thể tiết lộ nguồn tin đã cung cấp vì lý do an ninh, ông Ihor Solovey, người đứng đầu trung tâm, cho biết. Video rõ ràng cho thấy các công dân Triều Tiên đang được phát đồng phục theo hướng dẫn của quân đội Nga, ông Solovey nói, và cho biết đây là bằng chứng đầu tiên cho thấy người Triều Tiên tham gia lực lượng của Nga. Ông Solovey nói rằng một lính Nga đã quay đoạn video, nhưng không cho biết Ukraine có nó bằng cách nào. Không rõ địa điểm nơi video được ghi hình. Những người lính này được nói là trao đổi với nhau bằng tiếng Triều Tiên, dù âm thanh của video không rõ ràng. Một video khác được đăng lên mạng xã hội có vẻ cho thấy binh lính Triều Tiên đến khu huấn luyện Sergeyevka nằm gần biên giới giữa Nga và Trung Quốc. Những ngày gần đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần nói về mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa Triều Tiên và Nga. Ông phát biểu tại một hội nghị của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương trong tuần này rằng hàng ngàn binh lính Triều Tiên đang trên đường đến Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thừa nhận ông không thể xác nhận thông tin Triều Tiên đã đưa binh lính sang Nga, nhưng nói rằng điều đó gây lo ngại nếu được xác nhận. Điện Kremlin trước đó cũng bác cáo buộc của Hàn Quốc rằng Triều Tiên đã gửi một số binh lính sang Nga để hỗ trợ chiến dịch quân sự ở Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Yong-hyun hôm 8 tháng 10 điều trần trước Quốc hội, nói rằng rất có khả năng Bình Nhưỡng đã điều động quân nhân hỗ trợ Moscow, đồng thời dự báo Triều Tiên sẽ còn đầu tư thêm nhân lực cho chiến sự Nga-Ukraine trong tương lai. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov 2 ngày sau phủ nhận, nhấn mạnh thông tin Bình Nhưỡng gửi quân đến chiến đấu ở Ukraine là sai sự thật. Giới chức Triều Tiên chưa bình luận về thông tin do phía Ukraine đưa ra. Triều Tiên hiếm khi tiến hành các hoạt động quân sự ở nước ngoài, nhưng từng cử kỹ thuật viên quân sự đến thủ đô Damascus của Syria hồi năm 2016 nhằm hỗ trợ nghiệp vụ về tên lửa. Những quân nhân này hiện diện tại các căn cứ quân sự, hỗ trợ vận hành một số nhà máy tên lửa ở Barza, Adra và Hama, theo báo cáo từ Hội đồng chuyên gia giám sát trừng phạt Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc. Mỹ năm ngoái cáo buộc Nga sử dụng tên lửa đạn đạo tầm ngắn có tầm bắn 900 km do Triều Tiên cung cấp để tập kích Ukraine. Hàn Quốc ước tính Triều Tiên đã chuyển giao khoảng 5.000 container vũ khí cho Nga trong năm 2023. Trong đó có 2,3 triệu viên đạn pháo 152mm hoặc 400.000 viên đạn 122mm. Cả Nga và Triều Tiên đều bác bỏ thông tin này.